Vâng, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác lại tiếp tục trở lại với kênh YouTube của Trương Tư Ban. Thì như thường lệ thì hôm nay em lên cho các bác tất cả 5 mã nồi đấy ạ. 5 mã nồi và một mã lọc không khí và hai mã hút ẩm nha các bác nhé. Đó, nay em lên hàng đa dạng một chút để các bác có sự lựa chọn nha các bác nhé. Tất cả các nồi lọc khí và hút ẩm bao tất cả các chức năng cho các bác nhé. Bao tất cả các chức năng cho các bác. Nồi cơm thì bao cơm ngon. Đó. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo 038 286 168 nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Đây ạ. Đang lên cho bác mấy mã nồi nhá. Đó, 5 mã nồi. Đây là lọc không khí ạ và hút ẩm nhá. Và hai máy hút ẩm nhá. Đó. Bây giờ em sẽ lên video cho các bác. Bây giờ em lên quay trực tiếp cho các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác một nồi Mitsubishi. Gọi là mít cắp nách các bác nhá. Đó, mít cắp nách thành vách ok. Bao bể vỡ cho các bác. Nồi này cũng sản xuất năm 2016, chạy điện 100V và công suất 1250W. Dòng mít, dòng hi, dòng tô thì các bác sử dụng cho em cục 2 mea nhé. Đó. Do nhà sản xuất khuyên cáo các bác sử dụng cục 2 mea thì mình sử dụng cục 2 mea để đảm bảo chất lượng cơm nhé các bác nhé. Đó. Thành vách thì ok, không bể vỡ. Mít là mít cắp nách các bác nhé. Đó, mít cắp nách. Xoong này các bác nhé. Xoong này tương đối đây các bác nhé. Xoong tương đối. Xoong không được đẹp lắm nhưng mà tương đối nhé. Bên ngoài sạch ạ. Bên ngoài rất sạch. Rong xanh nhé. Rong xanh. Đó. Các bác xem thì các bác có thể đánh giá được nhé. Rong xanh. Đó. Bắt đầu đó xem video thì nhớ cho một nút like và nút chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin đăng ký kênh nhé các bác nhé. Năm ba phút. Đó, tất cả các chức năng hoạt động ok. Và các bác tất cả các chức năng nhé. Bao cơm ngon. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại của Zalo 038 286 0468. Tất cả các sản phẩm bên em thì những sản phẩm nào dưới 1 triệu các bác làm ơn cọc cho em khoảng tầm 50-100 nhé. Còn trên 1 triệu thì các bác cọc cho em 200. Mã số 1, video ngày 17 tháng 11. Nên em bán cho các bác có giá là 400k. Lòng xoong hơi xấu nhé các bác nhé. Lòng xoong hơi xấu. Đó, nói chung là không ảnh hưởng chất lượng cơm. Và cũng bao trong dĩ cho các bác. Mã số 2 em lên cho các bác một nồi. Tiếp tục một nồi Mitsubishi. Nồi này thì cũng thành vách bằng nhựa nhé. Bao bể vỡ cho các bác. Nồi này thì đắt cao hơn một tí, 2017. Chạy điện 100V và công suất 1200W. Nồi này sử dụng cục 2 mea các bác nhé. Dòng mít, dòng hi và dòng tô các bác sử dụng cục camera. Các bác sử dụng cục camera cho em nhé. Thành vách ok. Lòng xoong nồi này đẹp hơn các bác nhé. Đây các bác nhìn các bác đánh giá cho em nhé. Lòng xoong nồi này đẹp hơn này. Bên ngoài đây ạ. Bên ngoài sạch nhé. Bên ngoài sạch nhé. Rong xanh các bác nhé. Đây ạ. Rong xanh đây ạ. Đó. Rong xanh. Bao các chức năng. Bao cơm chín cho các bác. Nồi cơm thì có chế độ rất nhiều chế độ nhé, rất nhiều chế độ nấu. Đó. Đặc biệt là có chế độ hẹn giờ cho các bác. Về chế độ hẹn giờ thì có hai khung giờ để các bác hẹn nhé, buổi sáng và buổi trưa. Đó.
thì các bác điều chỉnh. Nhiều khi các bác bận mãi thì các bác sử dụng chế độ hẹn giờ, cơm vẫn ngon như bình thường nha các bác nhé. Mã số 2 video ngày 17 tháng 11. Lần này em bán cho các bác là giá là 650k. 650k cũng ship nhé. Đó, 650k cũng ship. Bao có chức năng, bao cùng ngon cho các bác. Mã số 3 thì em lên cho bác một nồi Izit Ozama. Một nồi Izit Ozama nhé. Thành vách nồi này thì cũng bằng nhựa, bao bể vỡ cho các bác. Nồi này thì đã rất cao 2020, chạy điện 100V và công suất 1130W. Nồi này thì nhà sản xuất khuyên cáo các bác sử dụng cục 15A nhé. Các bác sử dụng cục 15A là ok. Mặt đẹp cho các bác nhé, mặt đẹp. Đó. Xoong thì rất đẹp nhé, xoong đẹp, xoong không thể chê được rồi. Các bác này nhìn các bác đánh giá nhé, lòng xoong thì không thể chê. Bên ngoài cũng sạch cho các bác nhé, đó, bên ngoài rất sạch. Xoong thì rất xanh, xoong thì gần như mới, đó, xoong thì gần như mới. Tất cả các nồi sử dụng điện 110 nhé các bác nhé. Tất cả video thì em đều cân nhắc cho các bác, nồi Nhật thì các bác sử dụng điện 110 nhé các bác nhé. Đó. Tránh tình trạng các bác sử dụng điện 220 là hỏng ạ. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Tất cả các chức năng hoạt động ok nhé các bác nhé. Trung công ngon thì miễn chê. Mã số 3 video ngày 17 tháng 11 đây em bán cho các bác giá là 1 triệu cộng ship, 1 triệu cộng ship nhé các bác nhé. Đó, nồi rất đẹp, 1 triệu cộng ship. Mã số 4 em lên cho bác một nồi Panasonic. Đây là một nồi Panasonic nhé các bác nhé. Thành vách thì bằng kim loại, bao móc méo, có tí xước nhé các bác nhé. Đây ở vách có xước nhá. Nói chung qua vận chuyển chiếc nano đó là chuyện bình thường. Nơi này sản xuất năm 2016, chạy điện 100V và công suất là 1200W. Các bác sử dụng cục 15A cho nồi này nhá. Cục 15A cho nồi này. Thành vách bằng nhựa. Đó. Trên mặt đây đẹp các bác nhá. Đó, trên mặt đây đẹp. Xong nồi này em tương đối nhé các bác nhé. Cũng có một vài vết chấm cám như cái này bao dính cơm cho các bác. Và không ảnh hưởng chất lượng cơm nhé các bác nhé. Đó, không ảnh hưởng. Xong bên ngoài đây ạ, cũng tương đối thôi, không được đẹp lắm. Xong này các bác nhé, xong này ám màu gạo nứt nhé. Đó. Nhưng cái này thì nó không ảnh hưởng các bác ạ. Đó, độ mềm dẻo thì vẫn tốt, độ đàn hồi vẫn tốt nhé. Áp suất bi, dòng này dòng áp suất bi các bác nhé. Đó, áp suất bi, nơi này thì dung tích 1 lít. Tất cả nơi em lên cho bác đều là dung tích 1 lít thì nấu được 1 kg gạo nhé các bác nhé. Các bác nào đang xem video thì nhớ cho em một nút like và nút chia sẻ. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin nút đăng ký kênh nha các bác nhé. Đó, cảm ơn các bác rất nhiều. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Mã số 4. Video ngày 17 tháng 11. Nó đem bán cho bác giá 650k thôi. Đó, 650k thôi. Đó. 650k các bác nhá. Mã số 5 em lên cho bác nồi, tiếp tục là một nồi Panasonic full chức năng. Nồi này thì có chế độ Ecolavi này, Ecolavi tiết kiệm điện này, kết nối điện thoại này. Đó. Hình thức là ngoại quan thì bằng nhựa nhé, bao bể vỡ các bác.
Nó đây sản xuất năm 2013. Chạy điện 100V và công suất 1210W. Các bác sử dụng cục 15A nhé. Các bác sử dụng cục 15A. Quan ngoại quan thì các bác nhé. Thành vách ok. Trên mặt anh vậy nhá. Đó, trên mặt anh đẹp nhá. Lòng xoong đẹp các bác nhá. Lòng xoong đẹp đấy. Các bác nhìn các bác đánh giá hộ em nhá. Lòng xoong đẹp. Đó. Bên ngoài thì cũng tương đối đẹp nhá. Bên ngoài tương đối đẹp. Lòng xoong này nó kiểu vậy các bác nhá. Lòng này thì có cốc nước bù ẩm nhá. Đó, đây là cốc nước bù ẩm ạ. Cốc nước bù ẩm nhá. Cái dòng cốc nước bù ẩm thì các bác có thể cắm cơm ngày hôm nay để ngày mai thì trên mặt vẫn trắng nhá. Nó không xe những dòng khác. Đó. Con này áp suất 2 bi các bác ạ. Đây áp suất 2 bi nhá. Gioăng thì tương đối đẹp nhá. Cũng có chút ám gỡ nứt nhá. Gioăng tương đối đẹp, cũng có ám một chút gỡ nứt. Đó. Phút. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Mã số 5. Mã số 5. Video ngày 17 tháng 11. Lần này em bán cho các bác giá là 2,4 triệu nhá. Đó, 2,4 triệu. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại của Zalo 038 286 0468. Em điều chỉnh cái camera để em lên cái là không khí cái hút ẩm cho nhá. Mã đầu tiên để em lên cho các bác là một máy lọc không khí nhé. Đây gọi là sát tháp các bác nhé. Dòng này thì công suất là 27W nhé. Công suất 27W. 27W thì các bác sử dụng cho phòng ngủ khoảng tầm 20m2 nhé. Máy lọc này sản xuất năm 2016. Đó, cũng chạy điện 100V nhưng mà cái này thì bên em chuyển điện 220V 20 cho các bác nhé, để các bác tiện lợi sử dụng, các bác về cứ cắm 220 thôi. Cái lọc này thì bên em đã dọn rồi, dọn vệ sinh sạch sẽ rồi, phổi mới cho các bác nhé, phổi mới cho các bác và chuyển điện 220. Đó. Tất cả các chức năng thì hoạt động ok nhé, bao tất cả các chức năng cho các bác. Đó. Máy lọc không khí này thì nó có 3 chức năng. Đó. Nó lọc cả lọc không khí cho không gian nhà của các bác không khí trong lành nhá. Đó. Hai nữa là bù ẩm này. Đó. Lọc cả bụi 2.5MB nhá. Đó. Những bụi mà các bác không mắt thường các bác không thể nhìn thấy nhá. Thì lọc không khí này hút được hết các bác nhé. Lọc cho các bác. Dòng sắt tháp này. Mặt gân các bác nhé. Mặt gân thì thường là giá nó cũng cứ cao hơn. Nó có nhiều chế độ các bác nhé. Bù ẩm. Đó. Lọc thì nó có nhiều, cũng nhiều chế độ. Nhanh chậm. Đó. Nhanh chậm. Và có cả chế độ tự động các bác nhé. Các bác nên đặt ở chế độ tự động thì máy nó sẽ tính toán cho các bác, bởi vì ví dụ như là căn phòng của bác độ ẩm nó thiếu là sẽ tự động gồm nước nó quay và nó bù ẩm cho căn phòng các bác nhé. Đó. Lọc này thì em đã test ok rồi, trên video thì em không test nữa nhé. Bao vàng phổi mới cho các bác nhé. Lọc này thì em đã dọn rồi,
đã vệ sinh rất sạch sẽ và phổi mới chuyển điện 220. Đó. Mã số 6 trong video hôm nay nhé, 17 tháng 11, cái này em bán cho các bác có giá là 1,1 triệu. Đó. Gồm phổi mới và chuyển điện 220 cho các bác. Còn bác nào mà không có nhu cầu chuyển điện thì em để nguyên zin nhé, để nguyên zin thì bớt đi 100k nhé. Đó. Tiếp theo thì em lên trong bác một máy hút ẩm. Đây là một máy hút ẩm nhé. Máy hút ẩm thì dành riêng cho miền Bắc nha các bác nhé. Đó, bởi vì miền Bắc nó có thời gian là về mùa nồm đấy, thì độ ẩm trong phòng rất cao. Nhiều nhà mà các bác lát gạch trà hoa đó, độ ẩm nó cao đến mức mà trên tường các bác ấy, nước giỏ như hột luôn nhé. Đó, thì các bác sử dụng cái máy này nó sẽ làm cho trong phòng các bác nó khô, hoặc là các bác sấy quần áo. Cái này cắm thì các bác nó có thể hút được khô cả quần áo cho các bác nhé. Cắm điện cho các bác này. Loại này là Mitsubishi nhé. Đây là hút ẩm Mitsubishi. Trọng lượng của này là 12 kg các bác nhé, 12 kg. Và hút được 8 lít nước trong một ngày. Một ngày thì các bác hút được 8 lít nước nhé. Đó. Máy hoạt động ok, ba tất cả các chức năng cho các bác. Đây ạ, hộc để các bác lấy nước đây ạ. Hộc này thì không chứa được 8 lít, nhưng mà 2 lần, một ngày thì 2 lần. Cái này thì em nghĩ chắc khoảng tầm 3 lít ạ. 3 lít thì một ngày thì các bác phải rút ra đổ nước đi khoảng tầm 3 lần các bác nhé. Đó. Nhưng mà cái này thì ví dụ như là hút được gần đầy này thôi nhé, là máy sẽ tự động ngưng nhé các bác nhé. Nên các bác cứ yên tâm, chứ không phải là hút cứ hút mãi thì nước cứ tràn ra nhé. Nên các bác yên tâm, đủ lượng nước là máy sẽ tự động ngưng và các bác lúc đó các bác rút ra, các bác đổ nước đi, các bác lại lắp vào thì máy lại chạy tiếp nhé. Đó. Nó rất tiện lợi cho thời tiết ở miền Bắc ạ. Chuẩn bị vào mùa nồm thì các bác nên sắm một cái máy lọc không khí này. Mã số 7. Video ngày 17 tháng 11. Cái này em bán cho các bác là giá là 1,9 triệu các bác nhé. 1,9 triệu. Đó. 1,9 triệu máy hút ẩm Mitsubishi. Này dung tích thì hút ngày được 8 lít nhé. Đó, 1,9 triệu. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em số điện thoại của Zalo 038 286 168. Bác nào đang xem video thì nhớ cho em một nút like và nút chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì làm ơn cho em xin nút đăng ký kênh nhé nhé. Các bác theo dõi những sản phẩm là phù hợp gia đình mình thì các bác mua, các bác ủng hộ nhé. Đó, cảm ơn các bác rất nhiều. Tiếp theo là mã số 8 em lên cho bác một cái hút ẩm Savali. Đó, hút ẩm Savali. Trông nó giống như cái vali nhé các bác nhé, nên họ người ta gọi là sát vali. Rất đẹp ạ. Tất cả lọc khí với hút ẩm là bao đủ đồ cho các bác nhé. Bao đủ đồ, bao nguyên zin. Đó, ngoại quan đây các bác xem đi. Rất đẹp nhé, màu trắng rất đẹp ạ. Cái này thì trọng lượng cũng 12,8 kg. Đó.
Để em xem cái này hút được bao nhiêu lít. 12,8 kg. Cái này hút được khoảng 10 lít trên một ngày nhá. 10 lít trên một ngày. Sáp thì sản xuất năm 2010. Cũng chạy điện 100V, 100-110 nhá. Cái này thì bên em cái hút ẩm thì bên em này không chuyển được điện nhá. Không chuyển được điện 220. Bởi vì công suất nó lớn các bác nhá. Công suất nó lớn nó không chuyển điện được. Đấy. Công suất ở đây là 260/305W. Công suất quá lớn nên không chuyển điện 220 các bác nhá. Các bác lưu ý cho em, tất cả các máy hút ẩm không chuyển điện được. Lọc khí thì chúng em chuyển được các bác nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Tốc độ đấy. Đó. Bao tất cả các chức năng cho các bác nhé. Bao tất cả các chức năng cho các bác. Hoạt động ok. Tiếp theo mã số 8 là máy hút ẩm massage vali nhé. Mã số 8 đi ra ngày 17 tháng 11. Cái này em bán cho các bác giá là 2,8 triệu nhá. 2,8 triệu. À đã quên, 1,8 triệu các bác ạ. 1,8 triệu nhá các bác nhá. Đó. 1,8 triệu cho một máy hút ẩm vali, sáp vali. Hình thức còn rất đẹp. Cái này các bác về vệ sinh kỹ đi thì trắng toát ngay nhá. Đó, trắng toát ngay. 1,8 triệu. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại của Zalo 038 286 1 số 8. Các bác đang xem video thì nhớ cho em nút chia sẻ, nút đăng ký kênh nhé các bác nhé. Video của em đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tới. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.